Xin chào tất cả mọi người đã đến với shop phụ tùng Trần Đạt. Thì hôm nay mình xin giới thiệu với anh em một vài bộ đầu lòng xe. Thì đây là một vài bộ đầu lòng mình đang trưng tại shop, tại vì còn rất nhiều hàng nhưng mà mình để trong kho rồi mình chỉ trưng ở ngoài tiệm một vài bộ thôi. Đây. Thì đầu tiên giới thiệu với anh em là bộ này là đầu lòng của Future 125 đời 2015. Đây, bộ này Estanda luôn anh em ạ. Estanda full cam cò cho anh em nhé, full cam cò, full nắp. Cam cò bao đẹp luôn. Thì đời này thì nó chạy không ngon bằng đời Future Neo hay là Future 2. Thì mình bộ này thì mình lấy của một ông anh chơi xe, thì có đổi ngang, có đổi và bù thêm cho mình bộ phun neo ngày xưa thôi, cũng lâu rồi thì mình để, thì bây giờ mình mới lấy ra mình rửa và mình bán cho anh em đăng lên. Thì bộ này hồi đấy lúc ông anh mình chạy chiếc Future 125 Fi đời 2015 này này, thì ông anh nói là chạy đời này không thích, ảnh nâng cấp từ chiếc Future X lên Future 125, nhưng mà nói là cảm giác chạy máy này không tốt bằng, nên là mới qua mình đổi, xin đổi một cái bộ đầu lòng của Future Neo vào. Thì mình cũng ok, mình bù thêm tiền thôi, tại vì cái đời này thì thực sự là chạy nó không không bằng đời Full Neo, thế nên là giá nó cũng rẻ hơn. Bộ này full cam cò, đầu lòng Estanda, cam cò đẹp luôn em ạ, lòng đẹp còn mướt luôn, Estanda toàn bộ. Thì bộ này mình bán giá 1,5 triệu thôi, rất là rẻ so với Future Neo hay là so với Way 110 Thái anh em nhé. Đấy, đây là bộ ET. Đó, ET thì anh em cũng biết chất lượng rồi, mình cũng để đây thôi, mình tặng anh em nào có hỏi thì mình sẽ chụp hình chi tiết cho anh em. Đấy, thì chung là shop mình thì cũng bán cách đây được vài năm rồi, bây giờ mới có thời gian đăng lên YouTube chứ không phải là mình mới kinh doanh anh em ạ. Thật sự là mình bận quá nên mình không có thời gian đăng YouTube đợt này, thì mình mới mới đăng lên, tại vì anh em nói là nhiều anh em không biết Facebook của mình đăng lên YouTube thì cái tiếp cận với anh em dễ dàng hơn. Thì shop mình cung cấp các loại phụ tùng theo xe Honda chính hãng đã qua sử dụng, cũng có những đồ mới nữa. Thì bên mình chỉ bán đồ zin chính hãng mà thôi, mình những cái đầu lòng này kia mình không bán đồ Trung Quốc. Shop mình có nhận gửi COD toàn quốc cho anh em ngồi tại nhà vẫn có thể nhận được hàng nhá, chỉ cần cung cấp số điện thoại và địa chỉ cũng như tên cho mình thì mình sẽ gửi hàng cho anh em. Như những món nào mà giá trị thấp thì mình không cần phải đặt cọc, cũng như là cứ gửi rẻ thì mình không cần phải đặt cọc. Với những bộ đầu lòng này nọ thì giá trị cao hoặc là cái tiền cứ gửi nặng thì mình bắt buộc phải xin anh em cạm viện theo hoặc là Vina 100.000 nhá. Thì chỉ thế thôi. Còn những bộ giá trị thấp hoặc là tiền gửi rẻ thì mình sẽ không không tính, không đặt cọc, không cần anh em đặt cọc đâu. Đấy, thì anh em nào có thể liên hệ mua những cái bộ đầu lòng này cũng như là nhiều món phụ tùng khác qua số điện thoại của Đạt là 033 261 5489 hoặc 0915 434 973. Thì ưu tiên anh em liên hệ qua số 0915 434 973 nhé, tại vì số này là số thường trực, là số của mình, còn số 033 261 5488 là số của anh mình, thì hai anh em làm chung. Đấy, anh em thể biết những cái bộ đầu đây. Anh em hỏi mình là đầu lòng của 110 với lại đầu lòng 100 sao để phân biệt, thì mình không cần phải nói nhiều. Đầu lòng 110 với đầu lòng 100 thì nó chỉ đơn giản là đây nó có cái tai thôi anh em ạ. Đây là 110 vậy thôi. Còn đây là 100, không có cái tai nào cả, không có cái tai tai thỏ, tai mèo, tai nào cả đây cả. Đấy, thế thôi, đơn giản thế thôi. Còn 125 thì ở đây nó sẽ có một cái nắp này nữa đây. Đấy, nắp này. Còn 100 với 110 ở trên đỉnh nó không có nắp nào hết. Đó.
Rồi, thì shop ở địa chỉ của shop thì ở số 49 xẹt 1 đường TL51, phường Thạnh Lộc, quận 12, Hồ Chí Minh. Anh em mua hàng có thể liên hệ đến shop mua hàng trực tiếp hoặc là liên hệ để shop có thể gửi hàng về tận nơi cho anh em. Anh em không phải lo về chất lượng, anh em sẽ được kiểm tra hàng khi mà nhận. Đấy, nên là mọi người không phải lo về việc lừa đảo hay là giao hàng không đúng, tại vì shop cam kết là anh em được kiểm tra hàng, nếu không đúng hàng chỉ việc gọi cho shop và trả hàng ngược về thôi, không phải lo. Đấy, tạo mọi điều kiện cho anh em ở các tỉnh mua được hàng, tại vì trước mình cũng ở tỉnh mà mình cũng người ở tỉnh lên là không mua được hàng, ngày xưa mình không mua được hàng và giao hàng tới thì mình cũng bắt buộc phải nhận. Đấy, vậy nên là mong anh em cần gì thì cứ mua. Rồi, cảm ơn anh em xem clip nhá, thì mình sẽ up thêm nhiều video khác, anh em nhớ ấn đăng ký kênh nhá, cảm ơn anh em.